Xin chào mọi người ha. Mình là Phạm Quang Sáng ha, là giảng viên về công nghệ thông tin ha. Thì mình là admin của cái hội sử dụng VSSID bảo hiểm xã hội số này ha. Thì vừa qua thì mình cũng giúp support các bạn rất là nhiều. Dựa trên các cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu về bảo hiểm xã hội, mình cũng chia sẻ cho các bạn thôi. Chứ mình không phải là nhân viên hay dịch vụ bảo hiểm ha. Nhiều bạn thì thấy mình support nhiệt tình quá thì cứ nghĩ là mình là nhân viên bảo hiểm. Thậm chí khi mà các bạn bị lỗi thì các bạn còn than trách, còn mắng mình nữa, trách móc mình nữa. Thì không phải, mình không có liên quan gì đến bảo hiểm xã hội hết á, mình cũng chỉ là một người dân bình thường thôi. Nhưng mà mình tìm hiểu các cái quy định, các quy định hướng dẫn thì đó, thì mình tìm hiểu rồi mình chia sẻ thêm cho các bạn thôi ha. Thì để mà các bạn có thể hiểu rõ hơn các câu hỏi khi mà mình đăng lên clip á trên YouTube á, thì nhiều bạn cũng thắc mắc là bị lỗi ha. Thì các bạn có thể là truy cập vô cái nhóm của mình đây, thì các bạn có thể tìm các cái bài ghim của mình ở ngay trang chủ đây ha. Chỗ đáng chú ý đây á, bài ghim đây á, thì mình cũng nói giới thiệu mình là ai, như thế nào ha. Thì như mình có nói ở đây á, thì khi mà các bạn vô trong cái hội của mình đây thì các bạn xem trước các cái thông tin mình nói đây ha. Thì khi mà mình đăng cái thông tin lên như thế này á, thì có rất là nhiều câu hỏi là bị trùng lắp rồi, cho nên trước khi mà đặt câu hỏi mới thì các bạn nên tra cứu tìm lại coi cái câu hỏi của mình nó có giống như các câu hỏi của bạn khác đã đặt hay không. Nếu có rồi thì coi thử coi là admin đã trả lời chưa, rồi các bạn khác đã trả lời như thế nào rồi, mình có thể tham khảo thay vì mình gửi mới. Đó thì mình khuyên các bạn nên như vậy. Thứ hai là bên cạnh cái bài viết ghim như thế này á, thì mình cũng có nguyên playlist luôn ha, nguyên playlist luôn đó ở đây. Thì khi mà nhấn vô nguyên playlist này á, thì có một cái series các cái clip mà mình nói về cái thủ tục 653 này ha. Đây mình mở cho bạn xem này. Đây thì cái bước đầu tiên là mình muốn giới thiệu mọi người, nó là cái chức năng mà chúng ta tra cứu cái thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và số tiền được hỗ trợ ha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là mình có thể là tra cứu được cái mã ngân hàng để mình khi mình đăng ký thủ tục nó 653 cho nó nhanh ha. Mình gõ cái mã chắc chắn là sẽ nhanh hơn cái gõ cái tên rồi. Nếu mà gõ tên thì các bạn sẽ gõ cho mình đúng cái tên tiếng Việt luôn ha, ghi đầy đủ luôn là ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương đó, ví dụ như vậy nó sẽ ra. Rồi đây là cách đăng ký trên thủ tục 653 mà trên web ha. Cái này là mình sau khi mình đăng ký thành công rồi thì mình có thể là tra cứu coi cái tình hình xử lý hồ sơ như thế nào đó. Còn bạn nào mà chưa có cái tài khoản VSSID thì các bạn sẽ đăng ký bằng cái xem clip này, đăng ký trên trên ứng dụng ha, VSSID luôn. Rồi cái này là đăng ký VSSID trên web ha. Rồi còn cái này là mình có thể là cập nhật cái phiên bản VSSID hồi đó mình làm là 1.6.1 ha, bây giờ nó 1.6.2 rồi. Thì mình có thể cập nhật cái phiên bản VSSID từ 1.6 trở lên thì mình có thể đăng ký cái thủ tục 653 trên ứng dụng luôn ha, trên ứng dụng VSSID luôn. Đó. Đây cũng là xem tình xử lý hồ sơ nhưng mà cái này mình làm trên cái web dịch vụ công ha. Web mà hồi đó là mình làm trên cái phiên bản điện thoại ha, cái này là dùng trên điện thoại này. Còn cái xem tình hình xử lý hồ sơ đây á, thì mình làm trên cái đây này, thì hồ sơ đây á, thì mình làm trên web máy tính ha. Đó. Thì cái này nó cũng là xem tình hình xử lý hồ sơ mà trên web điện thoại. Còn cái này là hướng dẫn là mọi người có thể là gửi lại cái hồ sơ bị sai ha bằng cái thủ tục 653A. Đó. Còn cái đây là mình hướng dẫn mọi người là cập nhật cái thông tin thêm email. Thường bây giờ là mọi người hay thêm email vô để mà chúng ta nhận cái thông tin đăng ký tài khoản á, kết quả thì thông qua email ha, nên thường là mọi người sẽ bổ sung email vào trong xem clip này để bổ sung email, cũng như là thay đổi cái căn cước công dân từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân ha. Đó. Và cái này là mình có thể tra cứu thêm cái mã số bảo hiểm xã hội của mình ha và cái quá trình tham gia. Thì đây là nguyên playlist của mình giới thiệu thêm cho mọi người về cái hội của mình ha, và một cái playlist nói về cái thủ tục 653 như vậy ha. Và cái mọi người cần lưu ý cho mình đó là hạn chế inbox mình ha, nghĩa là khi mình mọi người mà có cần cái thông tin gì á, thì mọi người nên tra cứu trước ha, tra cứu trước trên các cái bài viết ở trên trên nhóm trước, rồi khi nào mà gọi là mình tìm không thấy hoặc là khó khăn gì đó mà mình cần gấp thì mình inbox đó. Thì còn không thì mình cứ xem các cái bài viết mà các cái bạn khác đã hỏi đáp ở trên đây này, đã đặt câu hỏi rồi thì mình cứ xem nên trả lời ha, để hạn chế bị nó quá tải mà nó không bị loãng và mọi người trả lời lại cũng đỡ đỡ nản ha. Vì nhiều khi mà mình cũng một cái câu hỏi đó mà cứ trả lời tới trả lời lui thì nó cũng không hay lắm, cho nên các bạn cố gắng là khi vô tham gia vô hội ấy, thì các bạn nên xem lại các cái bài viết trước đó. Xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip khác.
thì clip đó mình sẽ nói hơn chi tiết hơn về các cái lỗi sai cho các bạn. Còn clip này thì chủ yếu là mình hướng dẫn giới thiệu cho các bạn về cái hội sử dụng VSD bảo hiểm xã hội số của mình, rồi các cái playlist nói về thủ tục 63 như vậy ha, và giới thiệu thêm về mình như vậy ha. Xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác ha.